Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì tiếp công dân để giải quyết kiến nghị liên quan đến việc thuê căn hộ chung cư. Tại buổi tiếp, qua lắng nghe kiến nghị của hộ gia đình ông Lê Sáu trú tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, cũng như ý kiến của các đơn vị địa phương liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng ý giải quyết cho ông Lê Sáu tiếp tục thuê căn hộ C306 tại khu chung cư Bình An, phường Hòa Cường Bắc, giao Sở Xây dựng và các ngành liên quan hướng dẫn ông Sáu thực hiện quy trình thủ tục đảm bảo quy định. Đối với kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện thuê nhà trong kiệt đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, qua xem xét hoàn cảnh gia đình, công việc cũng như các quy định liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất giải quyết cho gia đình bà Hiền được thuê căn hộ chung cư diện tích 30m² tại khu chung cư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.